Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và ngày hôm nay chúng ta có đây một bài review chắc chắn là sẽ đặc biệt luôn. Tại vì không chỉ là một mà tận hai con hàng lên sóng cùng một lúc. Đó là chiếc DX5 Driver và Kaiza Driver phiên bản tái bản độc quyền dành riêng cho Trung Quốc từ chính hãng Bandai. Vậy điều mà khiến đặc biệt đúng không? Như bạn thấy là hơn 20 năm rồi mà Bandai vẫn quyết định là làm lại một phiên bản DX nó cũ như này. Điều mà cực kỳ hiếm xảy ra đúng không nào? Không chỉ thế mà hai cái driver này thì đã có vô số phiên bản đồ chơi rồi. Vậy thì lý do là sau cái sự tái bản này là gì? Và nó có đáng sở hữu hay không? Hãy cùng nó tìm hiểu qua bài review ngày hôm nay nha. Không flex, đời không nể. Epic Batman. Ready. Rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta hãy nói nhanh qua về thông tin sản phẩm cái nhỉ. Hẳn nhiều bạn mới cảm thấy bất ngờ hoặc hoang mang đúng không? Khi mà tự nhiên thấy hai món DX cổ và hiếm trên 20 năm tuổi được tái bản và bán một cách rất rộng rãi đại trà giá rẻ. Thì câu trả lời nằm ngay trong cái tên của nó, phiên bản tái bản cho thị trường Trung Quốc. Thì đó, đấy rồi, thị trường Trung Quốc là một thị trường siêu to khổng lồ đúng không? Nên là Bandai nhận thấy cơ hội để tiếp tục bán lại những món đồ mà siêu hot, tiếp tục bảo tiền từ con dân. Và đấy, đó cũng trả lời luôn cho một điều mà rất nhiều bạn thắc mắc là đây có phải hàng real hay không nhá. Thì đúng, vẫn là hàng real chính hãng từ Bandai, với đảm bảo chất lượng âm thanh ánh sáng đầy đủ. Đó, bạn thấy logo từ Bandai và logo của Tui ở đây nên chắc chắn 100% là hàng xịn chứ không phải là hàng nhái hay bootleg gì hết. Thì vì sao mà tái bản? Như bạn thấy đó, thì dòng đồ chơi của Five đúng không? Đã có rất nhiều các phiên bản khác nhau so độ nổi tiếng của hai nhân vật này đúng không nào? Như là đó, có DX gốc thì không nói, nhưng mà ngày ra chúng ta còn có CSM 1.0 này, CSM 2.0 này, xong rồi dòng đồ chơi Five Next và Kaiza Next đúng không? Rồi bình dân hơn thì có dòng đồ chơi của Legend, đệ Legend của Five và Legend của Kaiza. Tuy nhiên, bản này có thể vẫn cảm thấy chưa đủ, và đặc biệt với những người đúng không? Mà tài chính thì không đủ dư giả để mua CSM, nhưng mà lại không cảm thấy hài lòng với dòng đồ chơi Legend. Đó, thì Bandai đã giải quyết vấn đề đó với phiên bản tái bản của hai cái thắt lưng này. Thì đó là câu chuyện như thế. Và mặc dù là tái bản ở thị trường Trung Quốc thôi, nhưng mà vẫn rất là dễ tiếp cận với những bạn ở Việt Nam đúng không? Thông qua những cửa hàng, ví dụ là uy tín nhất với mình thì vẫn luôn là Happy Hanshin Store. Đấy, thì mình cũng mua hai con này bên đó thôi. Mặc dù mình cũng đã có, không phải flex đâu, hai cái CSM của Five và Kaiza, nhưng mà tuổi thơ mình ngày xưa ấy, lúc mà mới biết đến dòng đồ chơi Kamen Rider ấy, thì luôn mơ ước được sở hữu hai cái thắt lưng DX này, nên là thực sự là thời điểm đó nó vẫn đắt với mình. Và thời điểm bây giờ trước khi mà hai con này ra ấy, thì mình vẫn cảm thấy là thật là vô lý khi mà đúng không, mình đã có CSM cao cấp rồi thì tội gì mình bỏ tiền mua những cái món DX vừa cổ vừa hiếm vừa đắt nữa. Nhưng mà đó, họ đã tái bản lại với một cái giá rẻ hơn, bóc đẹp hơn, không chỉ thế còn cải thiện cực kỳ nhiều chức năng hay ho nữa. Và đó lý do vì sao mình có con này và mình review cho các bạn xem. Và nếu bạn cũng muốn mua thì đừng quên ghé qua Happy Hanshin Store nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy xem qua chi tiết của từng cái driver một nào. Tất nhiên bắt đầu trước với chiếc DX5 driver tái bản. Còn nếu bạn mà muốn xem Kaiza luôn thì có thể tua đến đoạn này nha. Và đừng quên rằng là mình đã chia tất cả các mục review ở cái thanh thời gian ấy, để có thể ấn vào để xem được phần bạn mong muốn nhất. Ok, thì đầu tiên nói về cái hộp của phiên bản tái bản đấy, thì khác với cái phiên bản gốc ngày xưa đúng không? Thì cái gốc ngày xưa nó khá đơn giản thôi. Còn phiên bản này thì cảm giác họ đã design lại để cho nó gọi là gì, một gì là sang trọng hơn ấy. Như là hình ảnh của Five Driver ở đây, Five ở đây với cái hình logo và lại dòng chữ Smart Brain. Nhưng bạn thấy là chủ đạo đúng không? Là màu đỏ, khác với tí nữa Kaiza sẽ có một cái màu chủ đạo khác. Còn đấy mặt trên lại có logo của hãng Smart Brain với con bướm xanh đặc trưng, và đấy Five đang tạo dán cùng với cái mã sản phẩm. Đây nó thực sự tạo ra như là một cái thiết bị công nghệ đỉnh cao đúng không nào? Đây là bạn sẽ có hình ảnh của Five đó, vẫn là biểu diễn động tác kinh điển. Và mặt sau nhìn này ngầu vãi trường luôn. Wow, nhìn nó vẫn sẽ ngầu vãi phát sáng. Ừ, thực sự 20 năm rồi mình vẫn mê cái thiết kế này vãi trường. Còn thật là một lý do mình muốn mua cái tái bản này chỉ là để ngắm cái art này. Nhìn nó mà xem ơi, quá là ngầu, mãi yêu Five vậy. Thật sự là cơ chế chơi của nó, thực ra thì spoiler cực kỳ đơn giản, không có gì có điên rồ cả, nhưng vẫn đỉnh cao vì đó là Five. Mình không phải Five Bull đâu, nhưng mà đó, bên này sẽ có đệ tập tiền sản phẩm logo của Five. Và không có gì nó mặt dưới, đó là hộp của nó. Còn ở bên trong sẽ có cái gì nhỉ? Và đây sẽ là những thứ bạn có sau khi lấy ra khỏi hộp, nhưng bạn thấy là khá giống với bản DX gốc ngày xưa thôi. Đó sẽ có cái DX5 Phones, phần mặt driver, cặp dây, hai cái cục gắn bên hông và một cái chặn lưng máy tí này. Tuy nhiên, một điểm cải tiến mới và cực kỳ đáng khen của lần tái bản này ấy, đó là họ cho bạn thêm một cái phần extension mới.
Thì lý do là vì cái dây của DX5 ấy là đời cũ, nên là những cái dây nối đời mới thì không phải nào mà cho vừa vào cái khuôn này. Cùng với đó đúng không, cái dây mà họ tặng kèm này có cùng cái khuôn thiết kế giống như là những cái dây DX của 5, nên là lúc mà đeo vào người ấy trông nó sẽ hài hòa hơn đúng không. Nói chung là mình rất là đánh giá được cái điều này, tại vì nhờ cái dây này ấy, nên là gần như tất cả mọi người đều có thể đeo vừa nó ngay sau khi mua xong, kể cả bạn là trẻ con hay người lớn. Về chiếc 5 Phone DX tái bản này thì ngoại hình ấy cực kỳ giống với bản gốc ngày xưa luôn. Nó bao gồm như là cái nhựa clear ở đầu đây, hay là phần các phần sơn bạc, bố trí sơn hay là phần ốc vít như nào đó, vẫn như thế luôn, không hề có gì khác biệt cả. Nên là trông nó có thể sẽ hơi phèn nếu bạn đã quen mắt nhìn dòng chia xem. Nhưng mà thực sự mà nói thì đấy, nó bằng tiếng gọi là tri ân hay là hoài niệm hay là tôn trọng nguyên tắc đúng không, thì khỏi phải bàn. Đó thì cái memory các bạn thấy là vì là giống DX ngày xưa nên trông nó hơi buồn cười đúng không. Nó không phải là hình vòng tròn lan ra ở mắt phai mà là hình như kiểu hình thoi các thứ đấy. Đó, tất nhiên đó, nếu bạn thắc mắc đấy vẫn có thể tháo được cái file cái mission memory ra như này đó, thì đoạn nó sẽ trông như thế. Đó, mặt sau như này rất đơn giản nhưng mà cực kỳ giống với cái DX gốc. Cho dù một điều buồn cười thì bạn chưa biết thì con này không phải là khuôn gốc ngày xưa đâu. Vì sao phải khuôn gốc ngày xưa thì tí nữa đến phần mà so sánh mình sẽ kể rõ hơn. Nhưng mà ok, chức năng của nó thì vẫn thế đấy, bạn có thể mở ra được. Và như bạn thấy là bạn sẽ có cái phần màn hình với các mã kinh điển của file ở đây. Đấy, bàn phím ấy vẫn đầy đủ nhé, vẫn là chữ tiếng Nhật nhé, chứ không phải là tiếng Trung đâu, nên là khá là may mắn đúng không? Vì dù là tái bản ở Trung Quốc nhưng mà vẫn có tiếng Nhật đầy đủ. Và đấy, nếu bật nguồn lên, bạn sẽ có âm thanh kích hoạt là. Một điều mình nhận thấy là con này loa nó khá là bé so với những món DX tiêu chuẩn thời bây giờ. Hoặc các thứ so với món DX gốc ngày xưa, loa con này vẫn bé hơn. Thì có thể là con này vì bây giờ là đồ chơi điện thoại ấy, nên là hình như có luật gì đó mà đồ chơi điện thoại loa phải bé để tránh việc bạn dí điện thoại vào tai ấy, xong rồi loa to làm ảnh hưởng đến thính lực của bạn. Đấy, nên vì thế nên loa của nó khá là bị nerf đi ấy. Ok, không sao. Khi bạn mở ra thì những điều cơ bản mà có thể làm đầu tiên là gọi điện thoại chẳng hạn. Đó, LED khá là sáng nha. Ngoài ra là những cái mã trên màn hình có thể làm như là mã bắn súng chẳng hạn. Đó, vậy vấn đề biến thành khẩu súng nha, đó rất là ngầu đúng không nào. Đó, bắn những cái tia là đó, LED rất là sáng nha. Đấy, có LED đây, mà LED ở phần này luôn nên rất là ngầu đúng không nào. Ngoài ra sẽ có những cái chế độ khác, 106 burst mode. Đấy, bắn hai phát một lúc. Và nếu hết đạn thì vẫn có thể nạp bình thường. Ngoài ra những cái mã mà có ở CSM thì tất nhiên là phiên bản DX này không hề có rồi, tại vì bản DX ngày xưa không có, như là mã gọi xe chẳng hạn. Đó, không hề có đâu nhá, nên là đừng kỳ vọng quá nhiều. Ok, bây giờ hãy biến hình nào. Tuy nhiên cần phải có cái file driver. Nói nhanh qua về cái này một chút nhé, tuy chỉ là một cục nhựa thôi nhưng rất quan trọng đúng không nào. Ngoại hình của nó đó, mình nói rồi, rất là giống với DX, bao gồm các phần sơn matrix đỏ ở đây hay là các phần họa tiết điêu khắc, không hề khác biệt một tí nào cả. Có một điều mà mọi người cần lưu ý là cái dây của con này này, do là dòng dây DX cổ ngày xưa ấy, nên nó có một cơ chế khá buồn cười. Đó là một khi mà bạn đã cắm cái đầu dây này vào cái driver ấy là nó sẽ dính chặt vào luôn. Bạn không phải nào có cái nút ẩn để tháo nó ra như nhiều món DX đời mới đâu. Nên xác định nhá, đã cắm vào rồi là cực kỳ khó rút ra, trừ khi bạn phải lấy ốc vít tháo hết toàn bộ cái mặt này ra và nhấc cả cái cụm dây ra ấy thì mới được. Đây, bây giờ mình biểu diễn cho mọi người xem thử nhá. Đó, thấy không? Đó, nó rất là khó khăn đúng không? Và đấy, ngắn vào phát là thôi. Đấy, xác định luôn nhá, là dính mặt chặt vào luôn. Và sau khi gắn đầy đủ dây vào cùng phụ kiện, nó sẽ trông như này. Một lưu ý nhỏ cho các bạn nhé, là cái dây này là dụ bắt chước ngày xưa ấy, nên là dây nó cực kỳ mỏng luôn. Vậy nên là hạn chế để nó uốn cong như này trong thời gian dài nhé, tại vì cực kỳ dễ gãy luôn. Ok, bây giờ hãy đến phần mà tất cả mọi người đều mong chờ, đó là âm thanh biến hình của file. Tất nhiên quy trình thì quá là nổi tiếng rồi đúng không, không cần dài dòng. Hãy nhập đoạn máy huyền thoại vào nào. Headshot. Và đó sẽ là thành hình của Kamen Rider 5, quá là kinh điển rồi nên không còn nói nhiều đúng không nào. Tuy nhiên như bạn thấy đó, nếu mà so sánh với âm của bản gốc ngày xưa, bạn có thể thấy là bản này nghe nó trong và rõ hơn rất nhiều đúng không. Sau khi biến hình xong ấy, nếu bạn ấn vào cái nút bạc ở trên này này, bạn sẽ có âm thanh biến hình được phát lại một lần nữa.
Thì cái này ấy, là ngày xưa ấy, nó dùng là để khi mà bạn có cái memory của file Excel ấy, bạn cắm vào đây, nó bật ấm vào đây, thì đó là bạn sẽ có thể tưởng tượng như là mình đang lên form của file Excel. Nghe khá là ngớ ngẩn nhưng mà đó là như thế. Cuối cùng thì điều bạn có thể làm với cái file driver này đó chính là đòn kết liễu, và đây cũng chính là một điểm cải tiến mới của lần tái bản. Đầu tiên hãy nghe thử âm thanh nha. Bạn có nhận ra không? Lần này đúng không? Đoạn exit chart đã có một âm thanh dài và mình cảm giác như là lấy ra từ cái CSM luôn ấy, nên là rất là sát phim so với bản DX gốc ngày xưa đúng không? Là chỉ có đúng âm thanh này thôi. Ngoài điểm cải tiến về đòn tấn công ra thì tất cả những thứ còn lại không hề có gì mới cả, bao gồm việc là con này không hề có âm thanh người biến hình. Vậy nên nghĩa là căn bản đó chính là những chức năng chính của chiếc file driver tái bản. Bây giờ hãy chuyển qua chiếc DX Kaiza Driver tái bản nha. Và đó bạn thấy không, con này vẫn là khác biệt so với bản hộp gốc ngày xưa. Và để mặc phong cách của tái bản giống như là con file, đó bao gồm là cái tông màu lần này đúng không, đã chuyển từ đỏ thành vàng, logo Kaiza ở đây, nhân vật chính của chúng ta ở đây, cái driver, và nó trở lại phong cách rất Kaiza và rất là ngầu đúng không. Mặt trên đấy vẫn sẽ có logo Smart Rain, và lần này là hình ảnh Kaiza cầm cái Blade Gun cực kỳ ngầu luôn. Đấy, một thần tượng rider thiết kế mà mình cực kỳ yêu thích. Đấy, bảo này sẽ có hình ảnh của Kaiza và sản phẩm, và mặt sau một lần nữa nhìn mà xem ngầu phải. Thực sự là họ không cần phải làm nó ngầu như này, nhưng mà thực sự nó quá là ngầu. Đúng là một dẫn thiết kế đỉnh cao nhất mọi thời đại trong dòng phim Kamen Rider đúng không nào. Wow, muốn sợ anh ấy cả ngày. Và đấy, chân nào vẫn thấy có gì điên rồ quá cả. Và đấy, bên này là hình ảnh sản phẩm thông tin các thứ. Ok, bây giờ xem qua những thứ ở bên trong nha. Ở bên trong mà sẽ có rất là giống bản gốc, đó là chiếc Kaiza Phone DX, phần mặt beo, cặp dây, hai cái chặn hông, một cái chặn lưng, và tất nhiên vẫn là một cái dây nối với họa tiết và khuôn giống hệt cái dây gốc. Nên là đấy, một lần nữa phải nhắc lại, rất đánh giá cao sự hào phóng của Bandai Trung Quốc. Về chiếc Kaiza Phone tái bản thì mới biết tinh thần rồi đấy, nó vẫn bám sát cái bản gốc 2003 ngày xưa, từ các họa tiết, màu sắc cho đến thiết kế. Một điều khá buồn cười đúng không, như bạn thấy là lần này cái Mission Memory của Kaiza đã làm họa tiết giống phim, để bao gồm các vòng tròn nó lan ra ngoài. Thì đấy, cái này vẫn là bám sát thôi, bởi vì đấy, bản nhiên gốc ngày xưa nó vẫn thế. Còn đây là cái phone lúc mà tám Memory ra này, nó trông như này. Thực sự mà nói đúng không, cái màu sơn của con này vẫn khá là đỉnh cao, cho dù là bản DX hay là CSM. Mà đó là cái Memory đây, đấy, nhìn nét chưa, đó đỉnh cao nhá. Đấy, thật sự là một trong những cái thiết kế rất là thú vị của phần file đúng không, chính là cái Mission Memory. Và đấy, con này chúng ta biết rồi, nó sẽ xoay ngang ra như này, tất cả những cái bàn phím và họa tiết các loại mã vẫn như thế thôi, không có gì khác biệt, không có gì mới, nhưng cũng không có gì bị mất đi cả. Về âm thanh thì sao, hãy bật nút nguồn lên nhá. Giống như cái Firephone thì bạn thấy đấy, con này loa của nó vẫn khá là bé. Một lần nữa, khả năng cao là do cái luật an toàn cho thính giác ấy, nên họ không phải làm nó to được. Mà đây như thấy không, nó vẫn giống như con file ấy, là đèn led của nó thì giả thế nhấp nháy, đúng không, xin nhận quên từ nhấp nháy, nhìn khá là vui mắt. Về âm thanh thì những chức năng cơ bản vẫn có, bao gồm chế độ gọi điện thoại, đó như thế. Ngoài ra là các chế độ tấn công, mình phải nói đúng không, giọng của cái Kaiza driver quá là ngầu. Nè, led vẫn sáng đấy nha, các bạn chưa để ý. Đấy, led đầy đủ nha. Đó, nạp đạn. Ngoài ra những cái mã khác mà kiểu như là bây giờ triệu hồi xe thì cũng không có nha. Còn đây là chiếc Kaiza driver của chúng ta. Đó, tất cả những họa tiết giống như bản DX đều được giữ, bao gồm lại màu sơn xám mà rất là ngầu, và các chi tiết màu vàng gold ở đây, xong rồi đấy các họa tiết ở hông ở hai bên. Và mình nói rồi, con này thì dòng DX cũ ấy, nên là hai phần chốt này là chốt cố định, một khi bạn đã cắm cái đầu dây vào là nó giữ chặt luôn nhá, không thể nào tháo ra trừ khi bạn phải lấy ốc vít và tháo bung phần mặt driver ra. Đây rất là cồng kềnh đúng không. Ok, bây giờ hãy biến hình thành Kamen Rider Kaiza, bắt đầu với đạo mã kinh điển nha. Henshin.
Tất nhiên, giống như file, nếu bạn ấn vào cái nút này, bạn sẽ kích hoạt được âm hình một lần nữa, nếu đó là điều bạn muốn. Một điều khá buồn cười nữa là âm hình của Kaiza bản DX ấy, thực ra là không hề giống phim một tí nào cả. Nhưng mà vì thế nên nó tạo một điểm độc đáo cho món này chăng? Và tất nhiên là ra cái hình mà có thể làm cái đòn kết liễu mà cái âm ở đây. Và đó, như bạn thấy là giống với con file tái bản thì con Kaiza này đã được cải tiến và cho thêm đoạn âm thanh kết liễu Golden Smash của Kaiza vào đúng không? Để trải nghiệm chơi thú vị hơn và âm thanh thì cực kỳ sát phim luôn. Đấy là mình rất đánh giá cao điều đó. Khác với bản DX gốc đúng không? Bản DX gốc thì âm thanh nó chỉ có như này thôi. Và sau khi thực hiện đoạn kết liễu xong thì giống bản DX là con này đã hết chức năng rồi. Không hề còn điều gì nữa có thể làm. Đấy, không hề có âm hình biến hình, không có gì hết nữa cả. Đó, tất cả chức năng đều đã được trải nghiệm. Rồi, bây giờ đến một phần nữa mà mình tin mọi người cũng rất quan tâm, đó là sự khác biệt về kích thước của cái Ver tái bản này và liệu nó có thể chơi cùng với những món đồ chơi khác trong dòng DX file không, thì biểu như cái file Blaster. Thì nãy mình còn nói là con này tuy ngoại hình đúng không, rất là giống bản gốc, không hề khác biệt tí gì, nhưng mà nó thực ra là một cái khuôn mới hoàn toàn. Và lý do vì sao Bandai lại không dùng lại khuôn cũ cho nhanh thì câu trả lời đơn giản hơn bạn nghĩ, đó là họ đã mất cái khuôn cũ rồi. Cụ thể là toàn bộ khuôn của dòng đồ chơi file, nhưng mình không nhầm ấy, là đã bị cháy trong một cái lần hỏa hoạn khá là lớn của nhà máy sản xuất Bandai, nên là đấy, họ đã mất toàn bộ cái khuôn gốc. Nên là lần tái bản này là một cái sự gọi là vĩ đại rất lớn của Bandai, tại vì họ đã kỳ công tạo ra một cái khuôn mới hoàn toàn nhưng mà khá sát bản gốc, nhưng mà không phải sát 100%. Thì để hiểu nhanh nhất nhé, thì đây là cái Ogaphone DX của mình ngày xưa, thì con này là cùng khuôn với con DX Firephone đời cũ nhé, nên là bạn có thể hiểu được đúng không, nhìn giống nhau đúng không. Nhưng mà bây giờ ví dụ mình lấy cái Oga cắm vào Fire Blaster đó, thấy không, đơn giản không vấn đề gì hết. Nhưng ngược lại, nếu mà mình lấy con DX đời mới mà thử cắm vào đó, không hề vừa luôn nhá, không hề vừa luôn, thì đó là một cái minh chứng rõ nhất đúng không, để các bạn có hiểu được là con này thực sự là không hề tương thích với màn đồ chơi mới. Tuy nhiên điểm tích cực là cái Mission Memory tái bản này thì vẫn có thể dùng được cho các món đồ chơi khác của dòng file, như là đây có cái file Edge đó. Còn để so sánh với phiên bản CSM thì nói chung là cũng quá là kiểu Captain Obvious rồi đúng không? Không cần phải bàn cãi nhiều. Phiên bản CSM thì ăn đứt mọi phần luôn, đấy, từ ngoại hình cho đến kích thước. Tất nhiên thì giá đắt gấp 10 lần nên là cũng là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên thì mình nói rồi, cái điểm hay của bản DX ấy, dù loa khá là bé nhưng mà giọng nghe rất là trong, rất là rõ ràng. Thì bây giờ hãy nghe thử so sánh nhé. Tiếp theo là so sánh giữa cái Kaiza Driver bản DX và CSM. Nói chung thì bạn biết rồi đúng không, khoảng cách về giá cả là rất lớn, nên là cũng không có gì bất ngờ khi mà đó, một con thì to đẹp hơn, một con thì trông phen phen hơn. Nhưng mà điều mà mình muốn so sánh ở đây không chỉ là ngoại hình mà còn là âm thanh biến hình. Tại mình nói rồi, cái con Kaiza DX ấy có một cái âm thanh khá là lạ và thật sự rất là khác với bản CSM, cũng có nghĩa là âm thanh chuẩn của Kaiza ở trong phim ấy. Khác như nào, hãy nghe thử nha. Ok, vậy thì về cơ bản đó sẽ là bản review của mình dành cho chiếc DX file cũng như Kaiza Driver tái bản này. Để trả lời câu hỏi là nó có đắt siêu hay không, thì nếu như bạn cảm thấy dòng CSM quá là đắt đỏ để mua, hay là dòng Legend thì lại quá là rẻ nhưng mà chất lượng thì rất là hạn chế vào hình phèn,
Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn đúng không? So với dòng DX cổ đắt hơn, khó kiếm hơn và không đảm bảo về chất lượng loa cũng như ngoại hình thì việc đậy mưa một món này vừa mới ra đó với cái giá khá là hợp lý đối với nhiều món DX phổ thông đúng không, mà vẫn trải nghiệm được những cái gọi là chất đỉnh cao của dòng file ngày xưa đó thì đâu còn gì tuyệt vời hơn đúng không. Nhìn chung thì đó, những cái điểm hay của này có thể kể ra đó là về giá cả, về ngoại hình các thứ. Cho dù điểm trừ là chất lượng loa nó hơi bé một chút nhưng bù lại là nghe rất trong, rất là đã tai, và đấy bạn có được điểm cải tiến mới là đoàn kết liễu đúng không, rất là sát phim, cụ thể hơn là rất sát với chiếc xe nên là cực kỳ đáng khen. Cho dù điểm trừ ấy là vì âm tất sát đã được kích hoạt sẵn ở trong cái đoạn exit chart nên là ví dụ bạn muốn mua thêm các gear chơi cùng ấy thì nó sẽ không tương tác được với nhau đúng không, tại vì âm cái liệu đã phát ra sẵn từ đây rồi, thì nó điểm trừ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình vẫn nghĩ là điểm của hãng khá là đáng sở hữu. Và nếu như bạn cũng muốn sở hữu một cái thì đừng quên ghé qua Happy Henshin Store nha. Và như mọi khi, nếu bạn thấy video này hay đừng quên like và subscribe kênh cho mình nha. Mình sẽ gặp lại các bạn trong những bài review tiếp theo nha. Bye bye.